biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như thế. Muốn kể bên em tôi mỗi giây lại ngày, là con gái cứ phải mở lòng đắn đo khi hẹn hò là thế nào. Có lẽ cần một cái góc đồ xin cha mẹ về bên trai để trái mây đường về chưa đông đã xe. Có bàn tay chở che em này, cái góc đồ dù trắng sao sâu nhưng chỉ cần được bên em để xe chia. Và dù cho ai qua lối sẽ là anh giữ chân em lại. Về tìm được nhau thì đâu sẽ xa. Có lẽ cứ một cái gật đầu xin cha mẹ về bên ngoài để chẳng may đường phía chưa đông đã xe. Có bàn tay chở che em dài. Cái gật đầu dù chẳng sáng sớm nhưng chỉ cần được bên em để sẽ chia. Và dù cho ai qua lối.